Đây là một cái kênh youtube của một bạn người Việt Nam Ngồi tại Việt Nam và làm nội dung nước ngoài Cụ thể đây là nước Hàn Quốc Chỉ trong một video như vậy Số lượt xem khoảng tầm 17 000 thôi Mà doanh thu ước tính mang về Nó đã lên đến 23 đô Thì bạn nghĩ thử coi Nếu bạn làm 100 cái video 1 ngàn cái video Thì nó là một cái câu chuyện khác nữa Mình biết là bên cạnh những bạn Ngồi không không có chuyện gì làm Thì vẫn có những bạn là đi làm sắp mặt luôn Nhưng mà vẫn muốn cải thiện mức thu nhập của mình Thì mình tin chắc rằng Sau khi bạn xem video này thì mỗi ngày bạn chỉ cần trích ra một giờ đồng hồ thôi và cứ đều đặn mỗi ngày thực hành là các bạn sẽ có được một cái kênh YouTube dù ít hay nhiều thì nó cũng sẽ đem về một dòng tiền thụ động liên tục và đều đặn như vắt chanh luôn Xin chào mọi người, mình là Dương Ca, mình đam mê kiếm tiền online và mình rất là thích chia sẻ về những chủ đề kiếm tiền online và đây cũng chính là cái video cũng là chủ đề mà mình rất là thích để chia sẻ cho mọi người và trước khi đi vào phần nội dung của video nếu như mọi người quan tâm đến cái chủ đề này thì mọi người hãy like video này và ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung của mình sẽ sản xuất trong khoảng thời gian tới nha OK, let's go. <laughs> đối với cái case study này á, mình thấy nó hay ở cái chỗ là thay vì mọi người làm nội dung của Việt Nam thì mọi người hãy tìm những cái quốc gia mà nó được YouTube trả tiền trên lượt view rất cao để mọi người khai thác thì khi mà có kết quả rồi cái lợi nhuận mang về nó sẽ rất là ấn tượng ở đây mình có để một cái bản tham khảo này mọi người có thể là vào trong cái main note nha mọi người cứ tưởng tượng như vậy cho dễ hiểu đi ở một cái mức tương đối thì một triệu view ở việt nam nó khoảng sắp xỉ đo đó một trăm rưỡi đô thôi là khoảng tầm ba triệu rưỡi tiền việt nam đồng nhưng mà cùng cái nội dung đó mọi người chuyển hóa nó thành cái ngôn ngữ ở hàn quốc hoặc là nhật bản thì một triệu view có thể mang về được hai nghìn hai trăm đô tính ra tiền việt thì nó khoảng tầm năm triệu đồng còn nếu như mọi người sản xuất nội dung cho đối tượng người xem ở châu âu chẳng hạn thì một triệu view nó có thể ở mức là bốn nghìn năm trăm đô tương đương với một trăm lẻ ba triệu đồng Tất nhiên là con số này tính tương đối thôi nha mọi người nha, chứ nó không hoàn toàn chính xác như vậy đâu. Tại vì sao? Tại vì có những cái lĩnh vực tiền quảng cáo được trả nhiều hơn, có những lĩnh vực tiền quảng cáo được trả ít hơn, cho nên là tùy theo chủ đề thì cái mức thu nhập tương đương với số view nó sẽ khác nhau. Và nắm bắt ngay cái điều này, mọi người sẽ tìm và làm nội dung cho những cái đối tượng khách hàng ở những khu vực vị trí địa lý hay là những cái quốc gia mà nó được trả tiền dựa trên lực view cao thì mình sẽ làm. Ở đây thì mình đề xuất những cái quốc gia như là Mỹ nè, châu Âu nè, Nhật Hàn, vân vân. Hay là mọi người có thể là hỏi ChatGPT để nó lọc ra. Đó mọi người thấy không? Còn ChatGPT nó sẽ trả lời cho chúng ta biết là những cái quốc gia nào được YouTube nó trả tiền dựa trên lượt view cao hơn so với cái số còn lại để mọi người có thể là tham khảo. Ngoài ra thì mọi người có thể là tìm ra những cái bài viết có trên Google. Và cái chủ đề á, nếu mọi người làm nội dung nước ngoài á thì để đơn giản hơn hết thì mọi người nên tìm những cái lĩnh vực mà nó có nhiều traffic nhất có thể và dễ chuyển hóa được nhiều giờ xem và những cái chủ đề mà đáp ứng được cái yêu cầu của mình, đó chính là ngách giải trí, ngách làm về tin tức, ngách làm về review phim. Đó, hoặc là mọi người có thể là nghiên cứu thêm thì mọi người hãy để ý tính chất của ba cái loại này, giải trí, tin tức và review phim thì người ta hay có cái thời gian nán ở lại để mà xem rất là dài, đúng không? Và ở những cái chủ đề này thì người xem quan tâm rất là nhiều, cho nên là mọi người làm thì nó sẽ có view nhiều hơn so với những cái phần còn lại, cho nên là mình kiếm tiền từ view thì mình sẽ chọn những cái ngách mà có nhiều traffic, nhiều cái lưu lượng truy cập mọi người ha. Và công cụ ở đây thì chúng ta chỉ sử dụng ba cái loại căn bản thôi là Canva, ChatGPT và thêm một cái công cụ mới là Ticast Ok, và bây giờ chính là cái phần quan trọng này. Bây giờ mình sẽ chỉ chi tiết cho các bạn cách làm như thế nào nha. Bước 1, làm gì thì làm, chúng ta cần phải có một cái kênh chuẩn SEO cho cái quốc gia mà chúng ta chọn để khi chúng ta đăng bài thì nó tiếp cận đến khách hàng ở trong cái khu vực đó, địa lý đó hay là quốc gia đó. Mọi người ha. Thì cách tạo kênh rất là đơn giản, mình đã có hướng dẫn trong những cái video trước đây rồi, cho nên trong video này mình sẽ không hướng dẫn lại. Mọi người có thể tham khảo cái video mà mình để trong cái phần máy nó ở đây để thiết lập cho mình một cái kênh YouTube chuẩn SEO mọi người nha. Và mọi người lưu ý là không cần phải thay đổi VPN hay VBS gì trong cái lúc mà đăng bài cả. À, chỉ cần chúng ta SEO từ khóa hashtag đúng đúng từ khóa đúng ngôn ngữ là tự động nó sẽ ok thôi mọi người nha. Và bước thứ hai chúng ta cần phải đi research content. Có nhiều bạn bảo mình là uh, em không biết tìm content ở đâu uh, uh, rồi mình mình làm hay bị bí ý tưởng đâu có đâu do mọi người chưa hiểu cái cách làm á Cách research content thì khá là nhiều mình có để luôn trong cái mày note thì mọi người có thể là vào để là đọc thêm. Còn ở đây để tránh mất thời gian thì mình sẽ lấy một cái content rất dễ mà không bao giờ cả ý tưởng. Đó chính là mình sẽ làm về tiểu sử nhân vật. Đây cũng là cái game mà trước đây mình đã từng làm thì cái loại này nó sẽ không bị bí ý tưởng mọi người nha. Chết cha lộ mà không nhưng mà mình muốn nói với mọi người á nếu mà mình lấy cái tư duy này mình mang ra nước ngoài mình mang qua một cái quốc gia cụ thể nó sẽ ăn view rất là khủng là mọi người này đây là cái hồ mà mình còn chưa biết làm nha còn bây giờ thì mình đã được trang bị kiến thức đầy đủ hết rồi thì mình chỉ với mọi người thì mọi người sẽ làm lên mây luôn cái này là bình thường còn bây giờ anh em làm về nội dung của nước ngoài thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình lấy đại một cái content gì đi ha. Mình ví dụ như bây giờ cái gì đang hot. Mình ví dụ như cái thời điểm hiện tại là ông Kim Jong Un, ổng đi qua ông thăm nước Nga đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm về cái tiểu sử của Kim Jong Un thì lập tức sẽ có rất là nhiều người quan tâm về chủ đề này bởi vì chúng ta đang đu trend mà, đúng không? Thì mình sẽ nhờ ChatGPT nó viết lại cái tiểu sử của ông Kim Jong Un nha. Đó, bây giờ mình bảo là con ChatGPT là viết cái tiểu sử của Kim Jong Un lãnh đạo Triều Tiên để mình làm một cái nội dung video YouTube dài 10 phút thì ngay lập tức nó sẽ trả về cho mình cái kết quả những thông tin cần thiết để biết về ông Kim Jong Un. Rồi và sau đó mình yêu cầu cái context GPT này nó dịch qua tiếng Nhật Bản đi, tiếng nào cũng được. Nhưng mà ở đây mình làm cho Nhật Bản, mình dịch qua Nhật Bản nha. Đó, dịch sang tiếng Nhật này. Ok, như vậy là mình đã có được một cái đoạn tiểu sử về ông Kim Jong Un bằng tiếng Nhật Bản rồi. Sau khi mà đã có văn bản bằng tiếng Nhật rồi thì chúng ta sẽ đi chuyển cái văn bản đó thành giọng đọc chuyển văn bản thành giọng đọc thì trước đây mình có hướng dẫn cho mọi người về Creado AI này và Bolaboka đó. nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một cái công cụ mới nữa Mấy cái công cụ này nó hay ở chỗ là khi mà nó nói á, là mọi người sẽ không phân biệt đâu là người đâu là máy đâu nha rất là lợi hại <laughs> đây là một cái trang web chuyển từ văn bản thành giọng đọc AI khi mà vào đến đây thì mọi người thấy là ông là vừa gì tầm lâm cái tiếng gì mình không biết nữa thì ở đây nó sẽ có cái phần chọn ngôn ngữ làm chọn thành tiếng Anh mà nếu như còn không đọc được tiếng Anh nữa thì click chuột phải nè bấm dịch sang tiếng Việt rồi ba cái đồ yêu đăng ký thì chắc mình không cần hướng dẫn của mọi người đâu ha ok khi mà vào đến chỗ đoạn này thì uh, nhiều anh chị không biết làm gì nữa thì mọi người sẽ bấm vào cái phần view on này nè đây là tất cả 412 cái tính cách nhân vật nha bấm vào ở đây thì mọi người muốn chọn cái ngôn ngữ của nước nào thì mọi người chọn này ví dụ như bây giờ mình muốn làm về Japan đúng không mình muốn làm về Nhật Bản này đó bấm vào đó. thì bây giờ mình sẽ bấm để mình nghe thử mình thích cái giọng đọc nào để là lòng nha thì ở đây nó có một vài cái tát luôn nè đây đây, đây 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 giáo dục bài giảng sách nói phóng viên phát thanh viên đó ok bây giờ mình lấy cái người này đi người nam hoặc người nữ này nghe thử nha <laughs> Ok, mình thích lấy cô gái hơn Tại vì mình nghĩ là cô gái thì sẽ cuốn hút được nam giới hơn nice. Ok, mình sẽ lấy cái dòng này nha Rồi, bấm tạo dự án nè Tạo dự án mới, tạo Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi qua lại cái chat GPT hồi nãy Ok, copy cái nội dung hồi nãy nha Rồi, bỏ vào đây Dán vào nè Ở đây mới được có 2 phút à nếu mà mọi người muốn làm cho nó dài hơn thì mọi người có thể là qua lại và bảo cái con chat gpt là nó viết dài ra hơn nữa viết dài hơn và viết chi tiết hơn nữa thì nó sẽ viết ra nhiều hơn thì cái chỗ đoạn này thời gian nó sẽ dài ra hơn rồi và sau đó thì mọi người có thể là bấm vào cái nút này để có thể là nghe test lại <laughs> nhưng mà anh em sẽ không hiểu nó nói gì đâu cho nên là thôi bây giờ mình sẽ bấm vào download luôn nha mình sẽ bấm vào download là audio file này rồi mình bấm vào download nha và bây giờ chúng ta sẽ chờ để cho nó download xong rồi và sau khi mà tải về rồi thì mình sẽ nghe thử nè 1984年1月8日生まれは... Rồi như vậy là cái bước này đã xong rồi, nhanh đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần là edit video. Cái edit video á là chỉ cần hai cái siêu đơn giản luôn. Mọi người chỉ cần thứ nhất là CapCut, thứ hai là Canva Pro rồi thôi. CapCut là dùng để biên tập, Canva Pro là để mình lấy cái sụt cho nó nhanh. Rồi bây giờ mình mở CapCut lên nha. Rồi mọi người sẽ vào audio này, vào chỗ phần Extracted. rồi bấm import để là tải về cái video giọng đọc của mình vừa mới làm ra xong, tải lên. Đó. Và đối với cái dạng video tiểu sử này á, có hai lựa chọn cho mọi người. Thứ nhất là mọi người sử dụng video của ông Kim Jong-un làm tài liệu. Hoặc hai là mọi người sẽ dùng hình ảnh của ông Kim Jong-un để làm tài liệu. Hoặc là mọi người có thể là pha trộn giữa video và hình ảnh để cho nó đặc sắc. Thì hình ảnh thì mọi người sẽ lấy ở trên mạng không thiếu luôn. Đây, gõ Kim Jong-un ha. Và bấm vào hình ảnh này. Rồi mọi người sẽ bấm vào công cụ. Mọi người sẽ chọn kích thước là kích thước lớn này. Và đến đoạn này có rất nhiều hình. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người một cái tool nữa để mọi người cào nhanh mấy cái hình này về nhanh nhất có thể nha mọi người sẽ sử dụng cho mình cái tool là phát cool. cái attention này tên gọi là phát cool nha đó, thì mọi người sẽ cài nó vào sau đó thì mọi người sẽ bấm download current tab thì tất cả những cái hình ảnh mà được chọn có liên quan đến ông kim jong un mà mình đã sợ ở đây thì mình chỉ cần bấm download là nó sẽ tải về hết cho mình luôn mọi người thấy không nó đang tải nè nó tải hết rất là nhanh siêu nhanh siêu dễ siêu đơn giản <laughs> đâu có làm gì đâu nó ngồi làm hết rồi đúng không tự động download hết rồi xong bây giờ mình sẽ mở cái thư mục lên đó, mọi người thấy xịn chưa và qua lại mấy cấp kết thì mọi người sẽ chèn cái file âm thanh vào sau đó thì sẽ chèn hình ảnh vào rồi và nếu như muốn có hiệu ứng chuyển cảnh thì mọi người sẽ bấm vào cái transition này, đó thì mọi người sẽ chọn cái chuyển cảnh cho nó phù hợp bây giờ mình sẽ chọn cái này đi hoặc là muốn đặc sắc thêm thì mọi người có thể là thêm một vài cái effect này ví dụ mình lấy một vài cái effect cho mọi người xem thử nha đó, muốn gì cũng có chọn cái phù hợp nha đó đó thấy không mọi người, nó sẽ đỡ bị khô khan cái video của mình hơn. một vài cái hiệu ứng căn bản như vậy thôi. còn nếu mọi người muốn biết chuyên sâu hơn này thì mọi người có thể là tìm hiểu những cái video hướng dẫn về cách sử dụng cắp kết ở trên mạng. hoặc là sắp tới mình sẽ làm một cái series để hướng dẫn cho mọi người cách xài chi tiết. thì anh em có muốn mình làm cái điều đó không? nếu mà có thì mọi người hãy comment ở bên dưới. á comment là có nha, để mình biết là mọi người có quan tâm hay không thì mình mới làm. chứ mọi người không quan tâm thì mình làm cái gì tốn thời gian đúng không? và có thứ thiếu, thiếu gì gì đúng không? và có thêm một cái cách rất là lợi hại mà mình cũng ít khi mình chia sẻ cho ai chính là mọi người thấy trong cái video của mọi người nếu như cái phần nào mà nó cần phải có cái sự minh họa bằng video nhưng mà mọi người đi tìm sụt ở rất là nhiều nơi nhưng mà sợ bị dính bản quyền đúng không hoặc là mình tìm hoài không có ra thì ở trên cái canva này đã tổng hợp hết cho mình rồi đó thì ở đây ví dụ như mình đã lôi cái phần video này ra rồi muốn lấy cái gì ví dụ như mình lấy về ví dụ về chiến tranh đi thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều những cái video minh họa này ví dụ như tới cái đoạn mà nói về chiến tranh đúng không ok mình sẽ lấy cái này về rồi mình bấm bãi về xong sau đó mình sẽ sử dụng rồi cái mình muốn lấy cái khác thì mình xóa cái này đi rồi cái mình lại đi tìm cái khác này mình đi lấy cái phù hợp hơn mình bấm rồi mình lại tải về nhanh kinh khủng luôn đúng không anh em ví dụ như máy bay là plan đúng không đó cái đó <laughs> ngon không tải về luôn quá trời hình minh họa luôn mà và đa số các video chất lượng như vậy thì nó lại nằm ở trong cái bản trả phí nhưng có một cái tin vui rất may là hiện tại mình đang có làm việc với một bên agency cung cấp cho mọi người một cái bản canva chỉ cần mua với giá thấp hơn của một tháng so với web gốc nha nhưng mà mọi người có thể là sử dụng mãi mãi về sau luôn đó thấy tiết kiệm bao nhiêu tiền chưa? bây giờ mình sẽ chèn thêm một xíu âm thanh ở đây thì âm thanh mọi người sử dụng âm thanh là không bị bản quyền nha hoặc là mọi người có thể là mua trả phí thì cái đó trước đây mình đã nói rồi thế trong cái mục audio này phần music nó cũng nó sẽ có một vài cái bài nhạc phù hợp cho mọi người sử dụng này còn nếu mọi người tìm trên này mà nó không có ra bài nhạc ứng ý của mọi người á thì mọi người sẽ lên lại trên youtube ấy. mình sẽ tìm âm thanh theo cái câu lệnh như sau mình sẽ gõ là background music no copyright background music có nghĩa là nhạc nền no copyright tức là không có bản quyền còn cái thành phần tiền tố này á history là mình muốn đi tìm cái nhạc nền không bản quyền về chủ đề lịch sử mọi người ha còn nếu mọi người muốn làm về những cái thần thoại thì ví dụ như có những cái từ như là epic này epic là thần thoại uh, chiến tranh hào hùng rồi đó rồi uh, ví dụ như vlog đời thường hay là Funny là uh, về vui nhộn nè rồi, um, rồi ví dụ như piano này ok thì youtube nó sẽ liệt kê ra chúng ta rất nhiều những cái bài nhạc không bị bản quyền về cái chủ đề mà chúng ta muốn làm thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm cho ra được cái nào phù hợp với video của mình nha Cái này hợp lý đúng không? Cái này khá là hợp với video của mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ là tải cái này về bằng cách là mình bây giờ mình sẽ sử dụng cái công cụ là i e Công cụ này mình chỉ mọi người hoài luôn. Mình chỉ tải cái audio ở về là thôi nha. Rồi ok mình sẽ lắp vào luôn nha. Xem lại thử nào. Nghe nó kịch tính hẳn đúng không anh em? Đấy, thì cách làm sẽ là như vậy. Sau đó thì mọi người sẽ xuất ra đi video thôi. Đó, Xbox này. Thì cái phần edit thì mình chỉ hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, dễ có kết quả cho mọi người. Và cái bước cuối cùng là mọi người sẽ đăng video lên ở trên cái kênh của mọi người đó thì đăng thì mọi người sẽ đăng chuẩn sale nha và chuẩn sale như thế nào á thì bây giờ mà mình nói thì chắc là nó tới mai luôn cho nên là mình đã để sẵn cho mọi người một cái video ở đây thì mọi người hãy là vào và xem cái video này để biết cái cách chuẩn sale khi mà đăng như thế nào để cho cái video của mình nó dễ viral dễ được đề xuất dễ lên xu hướng từ đó nó sẽ có rất nhiều lượt view nhiều lượt sub về nha và chốt lại câu cuối làm gì cũng vậy mọi người phải kiên trì mọi người phải làm đi làm lại tất nhiên là cái thời gian ban đầu mọi người làm sẽ không có ai coi đâu là cái kênh của mọi người rất là khó lên. Nhưng mà đối với cái công thức của mình đã chia sẻ thì mình đã giúp được rất nhiều bạn làm được những cái kênh uh, tăng trưởng rất là nhanh trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Đó, cho nên là mình muốn điều này nó cũng sẽ diễn ra. Đối với những anh chị em mà đang xem cái video này nha. Mình đang khoảng tầm 10 cái video như vậy. Thì nó sẽ có một cái video nó được đề xuất. Thì nó sẽ kéo mấy cái video kia lên và nó sẽ kéo cái kênh của mình lên. Mọi người quan sát trên kênh của Dương cũng vậy. Đó phải video nào nó cũng lên đều. Có những video nó lên, có những video nó không lên không vấn đề gì hết việc của mình là cứ làm kiên trì đều đặn đều đặn và sau này khi mà kênh của mình nó đã, đã lớn rồi thì cái lượng view nó sẽ ra đều đặn hơn và khi mà quả nó đã ra thì đây là kết quả mà mọi người sẽ nhận được rõ ràng đúng không và có một cái câu luôn luôn đúng lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn nỗ lực mọi người lựa chọn ở việt nam thì kết quả nó chỉ có khoảng tầm trăm năm đô trong một triệu lượt view à còn mọi người chọn ở Hàn Quốc, Nhật Bản thì nó đến 2.200 đô cho một triệu lượt view này. Và nếu mọi người chọn ở những cái quốc gia giàu nhất trên cái hành tinh này thì mọi người sẽ kiếm được một cái khoản tiền khá lớn, trung bình 4.500 đô cho một triệu lượt view. Và còn tùy theo cái lĩnh vực thì nó sẽ có cái sự dao động, có thể thấp hơn, cũng có thể cao hơn. Thì cái đó trong những cái video trước đây mình đã có chia sẻ hết rồi. Ok, mình chúc mọi người thành công với cái lối tư duy này nha. Và trong cái video này nếu như mọi người có bất kỳ những cái thắc mắc nào trong cái quá trình xem video thì mọi người hãy comment ở bên dưới, tại vì trong một cái video như vậy thời lượng khá là bé, mình không thể thể hiện được hết những cái vấn đề sâu xa, những cái vấn đề chi tiết cho nên là mình rất cần mọi người nếu vướng chỗ nào thì mọi người hãy comment ở bên dưới cái phần bình luận để là mình biết là video này thiếu sót điều gì thì mình sẽ trả lời và bổ sung thêm cho mọi người nha. Ngoài ra thì trong cái thời điểm hiện tại Dương có triển khai một vài cái group cộng đồng thì mọi người có thể là tham gia giao lưu học tập với nhau cũng như là kết nối với Dương để trong cái khoảng thời gian trong tương lai anh em mình có nhiều cái dịp trao đổi về kiến thức hơn. Ok anh em ha. để đây mình sẽ để là Facebook cá nhân của mình nè, cộng đồng Facebook nè, cộng đồng Zalo, cộng đồng Telegram. Nếu anh em nào mà xiên thì có thể là vào hết luôn. Đó còn không thì thấy thích hợp với cộng đồng nào thì mọi người có thể là vào. Ok mọi người thấy nội dung của video này hay hay là không hay? Nếu như mà hay thì mọi người hãy đăng ký kênh nha, để không bỏ lỡ những cái video sắp tới mà mình sẽ chia sẻ nha. Chúc mọi người có thể là kiếm được thật nhiều tiền ở trên cái môi trường online nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau.